Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Âm Thanh Ánh Sáng Thanh Huy. Ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho mọi người một cái combo loa có thể đi làm nhạc sống lớn với cái tầm khách từ khoảng 200 cho tới 400 khách. Và cái combo này thì nó rất là gọn nhẹ và đẩy âm thanh đi rất xa. Như mọi người đã biết về cái dòng loa hỏa tiễn thì ngày hôm nay bên Huy sẽ kết hợp cho mọi người một cái combo hỏa tiễn và xử lý một vấn đề rất là khó khi mà đi loa hỏa tiễn, đó là vấn đề về chống hú. Thì mọi người hãy cùng xem cái cấu hình của cái ngày hôm nay bên Huy lên như thế nào nha. Rồi thì đầu tiên thì về loa thì bên Huy sẽ sử dụng một cặp loa hỏa tiễn 40. Thì cặp loa này nó tương đương với một cặp loa đôi 40, có nghĩa là nó sử dụng hai bát và hai chép trong một cái thùng loa này. Bên Huy sử dụng hai chiếc đó. Và ở phía dưới thì bên Huy cũng sử dụng một cái dòng súp mới của Thanh Huy năm 2020, một cái dòng súp rất mạnh, và bên Huy sử dụng từ 206 và cùng 125 đó. Đơn giản như này thôi. Và cấu hình máy thì bên Huy sẽ đi kèm cho mọi người một thiết bị đẩy nó dư công suất để cho mọi người có thể gắn thêm được một cặp monitor nữa nếu chúng ta cần ha. Còn bây giờ mọi người hãy cùng Huy xem dàn máy này. Rồi, về dàn máy thì bên Huy sẽ sử dụng chính cục đẩy, sẽ sử dụng một cục đẩy của Cora, có cục đẩy Cora K18 Plus 4 kênh. Thì đây là cục đẩy nguồn xung và cái cân nặng của nó thì rất là nhẹ, khoảng hơn 10 kg thôi. Tiếp theo là bên Huy sẽ sử dụng một chiếc vang số PDCG X10 để lấy thiết bị xử lý tín hiệu cho chính cho cái dàn loa này. Và bên Huy sẽ trang bị thêm một bộ micro của AT A850. Đây là một bộ micro rất là cao cấp của bên Thanh Huy mới về, và cái dòng micro này thì nó nổi tiếng là chất mic rất là hay và chống hú cao. Ngoài ra thì nó cho cái tiếng độ chân thật trong cái lời ca của chúng ta rất là tốt ha. Ngoài ra thì bên Huy sẽ trang bị thêm một cái chia nguồn AT A8 này. Và bên Huy có trang bị thêm một cái bàn mixer. Bàn mixer đây là mixer của Soundrap MFX12-2. Bởi vì là cái mixer này á, thì nó nổi tiếng là cái tiếng mic của nó rất trong, nên là Huy sẽ sử dụng con này để làm cho cái tiếng ca và tiếng nhạc của chúng ta nó sẽ sáng hơn. Và kết hợp với con vang số này để xử lý tín hiệu và lấy đường echo để kết hợp thành một cái bộ như thế này. Và ở đây á, là bên Huy bên Huy sử dụng một con cục đẩy của Cora K18 Plus 4 kênh thì bên Huy sẽ sử dụng một kênh để đánh súp. Hai kênh còn lại thì bên Huy sẽ sử dụng để đánh hai chiếc loa hỏa tiễn. Và khi mà Huy setup sẽ để dư cho mọi người một kênh để sau này chúng ta có thể là gắn thêm loa monitor vào. Và với một cái dàn máy rất là gọn nhẹ, chúng ta có thể đẩy được số lượng loa cao và chúng ta có thể phục vụ được nhiều khách hơn. Thì khi mà mua cái bộ này thì bên Huy sẽ tặng kèm toàn bộ hệ thống dây jack và dây loa, cũng như là một cái tủ máy 12U ở phía dưới này. Thì cái tủ máy này nó sẽ có sẵn luôn cái ngăn mixer cho chúng ta như cái tủ bên này. Chúng ta có thể để gọn mixer vào trong và di chuyển của nó rất là nhẹ nhàng thôi, bởi vì là chúng ta sử dụng một con men nguồn xung. Rồi thì cái dàn này á, nó sẽ có cái ưu điểm là chúng ta sử dụng loa 40 thì cái độ phủ âm của cái loa 40 nó sẽ rộng hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể phục vụ được cái không gian khách nó rộng hơn so với cái dòng loa hỏa tiễn 30. Thì có nghĩa là nếu mà chúng ta sử dụng để đánh các cái show nó có chiều ngang, chiều ngang và khách ngồi gần loa, thì cái dàn loa này nó vẫn đáp ứng được. Ngoài ra thì nó sử dụng vang số thì nó sẽ chống hú cao hơn và cái tiếng echo reverb của nó cực kỳ hay. Thì cái bộ này nó sẽ phù hợp cho những anh em nào chúng ta thích gọn nhẹ và sử dụng những cái show ở nó rộng về bề ngang. Với những anh em nào mà chúng ta sử dụng một cái sân khấu có khoảng 4 bàn theo 4-5 bàn theo chiều ngang thì cái combo này hoàn toàn là phù hợp và rất là tốt cho chúng ta luôn ha. Rồi. Và bên cấu hình này thì bên Huy đã tối ưu toàn bộ về phần chống hú. Do đó là mọi người có thể yên tâm khi mà chúng ta đi làm, dàn của chúng ta sẽ không bị hú này. Bây giờ thì Huy sẽ test thử cho mọi người nghe cái chất âm của cái bộ dàn loa này nhé. Bây giờ thì Huy sẽ test thử cho mọi người nghe cái chất âm của cái dàn loa này nhé. Thì mọi người có thể thấy là Huy đang đứng rất là sát loa này. Âm lượng thì Huy mở cũng khá là lớn rồi. Tuy nhiên thì nó rất là khó hú ha. Ngoài ra thì khi mà setup trên vang số thì bên Huy sẽ setup cho mọi người là 6 chế độ vang. Và chúng ta chỉ việc dùng remote để điều khiển cái 6 cái chế độ đó thì nó rất là tiện lợi cho chúng ta.
rất là nhiều anh em đi làm show của chúng ta hay phụ thuộc vào những cái setup chính của cái người bán, và chúng ta không hầu như là không có sự lựa chọn, chỉ có một hai chế độ thôi. Tuy nhiên thì đối với dàn loa này thì bên Huy sẽ chọn cho mọi người là 6 chế độ vang để cho mọi người kết hợp theo từng cái xô và từng giọng của mỗi người. Chúng ta có reverb nhiều có này, echo nhiều có này, vang nhiều vang ít, và chúng ta có thể có những cái chế độ nói chuyện riêng hoặc là chế độ V2 thì chúng ta có thể sử dụng những cái chế độ khác nhau. Rồi, bây giờ thầy Huy sẽ hát thử một bài nha. Đã đến lúc nói lên câu dã từ, người mình yêu hãy đổi đi. Để rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mong còn kia không giữ lâu, thì ngày nay sẽ như có cố quen sau câu nào nhau. Đừng nói đưa chia tim đau nhau. Đã vỡ tim anh như đã vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau. Còn mong sao anh mong quên đi gì vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có rồi ra nhiều. Tình đã hết cảm ơn tim vui cũng như không. Tình hãy xem như ta chưa quên tiếp nhau hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có rồi ra nhiều. Từ tiếng xuống giấc mắt ngất đắm nhớ em. Đừng nói rằng cho nhau nghe bao xót xa hơi người người ơi. Alo. Như vậy thì Huy vừa mới test xong cái chất âm của cái bộ dàn loa này rồi. Thì theo cảm nhận của Huy thì đối với một dàn loa hòa tiễn có cái sức đẩy gọi là loa chuyên đẩy xa. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta hát gần chúng ta vẫn cảm giác nó không có quá chói và không có quá khó chịu. Và Huy cảm giác nó vẫn rất là ok khi mà chúng ta có thể phục vụ được những cái show gần. Và ưu điểm của nó duy nhất đó là rất là gọn nhẹ cho chúng ta. Một cặp loa hỏa tiễn bằng công suất với một cặp loa 40 đôi, 2 bát 2 chép. Và làm sao? Rất là gọn, công suất là rất là cao và đẩy rất là xa. Do chép nằm ở phía ngay phía trước loa full, do đó là khi mà tiếng full nó đẩy lên phía trước nó sẽ cộng hưởng với tiếng chép và nó đẩy tiếng chép đi rất xa. Do đó là làm cho chúng ta không bị suy hao âm thanh chép quá nhiều. Do đó là nếu mà những cái người nào chúng ta ở xa thì chúng ta vẫn nghe được cái âm thanh chép của nó vẫn rất là sáng và rõ ha. Thì hiện tại thì bên Huy cũng đã hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người, tất cả những anh em chúng ta ở trên toàn quốc. Do đó những anh em nào chúng ta cần về có những cái nhu cầu về trả góp thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp vào ba cái số điện thoại hotline Huy để phía trên góc trái màn hình. Nha. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau.